Các bệnh viện đều có phác đồ điều trị tay chân miệng và phân ra các cấp độ bệnh để tùy theo độ nào sẽ sử dụng loại thuốc và can thiệp tương ứng. Đối với các ca nặng, sẽ sử dụng phenobarbital và gamma globulin chuyển tĩnh mạch. Hiện các bệnh viện đã dự trữ đủ hai loại thuốc này, nhưng cần được bổ sung thêm trong trường hợp số ca tăng lên. Đó là cái loại phenobarbital mà mình truyền vào tĩnh mạch đó. Chúng ta chỉ có cái loại uống thôi. Thứ hai là đối với gamma globulin hiện nay đó, thì ba bệnh viện nhi của thành phố thì có trữ đủ. Cho tới hiện nay là đủ. Nhưng mà nếu cái dịch mà nó nhiều hơn, nhiều ca bệnh nặng hơn á, thì chắc chắn là nó thiếu. Đơn vị kiểm soát dịch cần dự báo, đánh giá đúng tình hình dịch bệnh tay chân miệng. Các phụ huynh cần phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh của con mình. Để ý một đứa trẻ mà sốt mà kèm theo có nổi những cái chấm ở trên người, hoặc là chấm ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở gối, ở mông thì chúng ta phải lưu ý để mà cho trẻ đi khám. Cái dấu hiệu nào mà em bé nó trở nặng, phụ huynh học sinh cần phải nắm bắt. Thứ nhất là sốt cao không hạ, cái thứ hai là ngủ giật mình chơi với. Thì khi đứa trẻ có những dấu hiệu đó thì phải nhanh chóng đưa đứa trẻ đến cái cơ sở y tế ngay lập tức. Còn trong đời sống hàng ngày, ngoài chuyện ăn sạch, uống sạch, rửa tay sạch, thì vệ sinh đồ chơi mặt phẳng rất quan trọng. Sàn nhà, tay nắm cửa, mặt bàn và nhất là đồ chơi của trẻ cần được vệ sinh sạch sẽ,